Quay nó làm hiệu quả như nào? Bữa này được luôn rồi còn gì nữa. Đến lúc cấy là chỉ ra trang lại thôi à? Không biết được. Đây là đồng hồ quay nó chạy. Cái này đi bừa phải mang theo cái tờ lê để ví dụ lê qua nó trùng được còn chỉnh được. Không phải mới vì lúc nó bơm nước thì nó cứ cho 1 giây là nó chạy. Thu nhỏ lại á. Cái gì ạ? Ông cái bánh lồng kia là 50-50. Cộng vào là từ đầu lồng nọ đến đầu lồng kia là 1,2 m, thì cái khoảng kia chắc phải đến 20 cân.